Số 4. Số 4 này bây giờ chúng ta mới đi tìm hiểu về đúng cái giá trị của cái câu chuyện tiền, cái cách vận hành tiền. Ở bên ngoài cộng đồng của nó đến thời điểm này của nó vẫn đang hỏi có kèo nào ngon để em kiếm tiền không, của nó đời nó mãi nát. Tại vì nó vẫn là đi kiếm tiền. Nó vẫn đi kiếm tiền, nó kiếm được tiền nó cũng sẽ phải dùng tiền đó nó mua thuốc, nó mua kinh nghiệm, nó tốn nhiều thứ, nó vô chỗ này chỗ nọ nó cũng chết à. Đó là những cái người mà đi làm 8 tiếng bán sức lao động đó, để kiếm tiền. Còn anh em mình khác có tư duy tài chính, chúng ta sẽ điều khiển tiền, chúng ta sẽ điều khiển tiền à, làm sao để tiền nó sinh ra tiền. Cho nên chúng ta cần cần hiểu đúng cái dòng tiền dương là gì. Dòng tiền dương là gì? Dòng tiền dương là nhiều khi tiền nó không phải của mình nữa. Tiền nó không của mình, chúng ta chuyển từ tay trái qua tay phải nó sinh ra tiền thì dòng tiền dương. Chúng ta ngồi chỗ mà có một cái gì đó nó lòi ra tiền thì dòng tiền dương. Nhưng muốn cái đó phải đầu tư. Các bạn biết đầu tư bất động sản, rất nhiều người chết ở cái chỗ là họ đầu tư giá trị quá nhiều. Đầu tư giá trị quá nhiều tức là gì? Mặc dù đó là những cái tài sản đầu tư về giá trị tương lai á, ví dụ mua mảnh đất đó tương lai 2 năm 3 năm sắp tới cái giá trị lên là có đúng. Đúng, nhưng có một cái chúng ta bỏ vô quá nhiều. Chúng ta phải cơ cấu danh mục. Thay vì bạn bỏ ra 4 tỷ 5 tỷ bạn mua những cái đất nền mà giá trị hoặc lớn các kiểu, đúng tương lai nó lên nhưng nó ngâm tiền của các bạn, trong quá trình đó nó không có lòi ra tiền, đó là sai. Đầu tư giá trị các bạn đầu tư, các bạn chọn vài mảnh xong rồi ngưng để đó, còn lại chúng ta phải bỏ tiền như chỗ nào mà nó sinh ra tiền. Ví dụ nãy cô có nói các bạn mua căn hộ, mua những căn hộ mà có thể cho thuê được liền. À sao những cái người chơi bất động sản họ chết chỗ này nè các bạn. Ở đây có ai mua căn hộ? Ở đây có ai mua những cái căn hộ cho đến bây giờ chưa cho thuê được? Các bạn chat trong group chat thử đi. Có bao nhiêu bạn ở đây đã mua căn hộ mà bây giờ chưa cho thuê được? Cái đó đầu tư về giá trị, nghĩ là căn hộ ngon mua xong đến giờ chưa cho thuê được. Bao nhiêu bạn đã cần trải qua việc đó? Tôi sẽ cho các bạn thấy tại sao các bạn bị dính cái đó luôn. Hầu hết những cái người mà mua cái căn hộ á, mà họ nghĩ là đầu tư giá trị á, họ mua một căn không sao, nhưng bắt đầu họ mua đến căn thứ hai thứ ba và họ gãy. Tại sao các bạn biết không? Mua căn hộ các bạn biết phải mua mua lúc nào nó rẻ không? Đầu tư giá trị mà mua lúc nào rẻ? Mua giai đoạn chưa hình thành, mua ở giai đoạn F0, F1, F2, mua những giai đoạn mà giành giật đặt chỗ bốc thăm, lúc đó nó chưa hình thành cái gì hết. Xong các bạn xuống tiền xong rồi 2 năm sau nó mới xây. May mắn á, là may mắn á, có những cái dự án nó quốc cho 3 năm bắt đầu nó xây, nó định hình ra cái nhà rồi, xong rồi cái nó làm gì nữa, nó bàn giao nhà cho các bạn nhưng mà chưa có sổ, tại vì nó chưa có đóng thuế cho nhà nước, nó đâu có bán hết được đâu, nó phải bán hết tất cả mấy cái căn hộ đó nó mới có tiền, nó đóng thuế này đợi đầy, làm hết mọi pháp lý đầy đủ cho chính phủ, cho nhà nước thì bắt đầu nó mới ra được sổ. Tức là nó chỉ đưa cái phần thô cho các bạn thôi, các bạn đợi suốt 2 năm trời nó đưa phần thô các bạn. Và khi các bạn cầm cái phần thô đó, ngon không? Ngon. Cho người ta thuê có ai thuê không? Không có người thuê. Tại vì dân cư ở đó chưa có định hình. Dân cư ở đó định hình những cái người mà người ta mua chứ không phải là người ta đi thuê. Dân cư đó định hình là những cái người mà các bạn thấy đông đúc là những cái người mà người ta mua đó và người ta vô, người ta ở hay người ta nhận nhà chứ người ta đâu có thuê. Cho nên đầu tư giá trị làm cái đó được không? Được, đừng có nhiều quá. Đang bỏ ít tiền và có giá trị. Phần lớn tiền các bạn phải hiểu về cái câu chuyện dòng tiền dương, bỏ tiền trong đó nó không ra dòng tiền dương, nó là đầu tư giá trị nó không ra dòng tiền dương nha. Thà tôi nói các bạn mua căn hộ, các bạn chọn mua những căn hộ mà nó đã hình thành rồi, ép máy không quan tâm, tức là nó đã hình thành rồi, có người ở rồi và bây giờ đang cho thuê, mắc một chút cũng không sao. Khi các bạn xuống tiền entry các bạn không có đẹp, giá nó không phải tối ưu, nhưng buồn cái mỗi tháng có dòng tiền đều, đúng không? Mỗi tháng có dòng tiền đều. Và thì trong cái quá trình mà bạn mua xong rồi á, bạn để 2 năm sau chắc chắn giá nó không có xuống, không có chuyện lỗ, khó lỗ lắm. Và trong 2 năm đó nó ra tiền. Còn hơn các bạn mua mấy căn hộ đó, tôi nói các bạn nó tính cái phí quản lý trên từng mét vuông nha, có những cái căn hộ mà 1 mét vuông nó tính 14.000, thì thành ra một tháng các bạn trả cả triệu ạ. 1 năm 12 tháng các bạn trả 10 đến 12 triệu. Nếu các bạn không cho thuê được, nó hút máu các bạn, có rất nhiều cái loại phí.
Bây giờ còn nếu mà bạn có được mỗi căn hộ mà nó đã hình thành rồi, nó đã hình định hình nó đã hình thành rồi, mà có nhiều người ở rồi, bạn có thể cho thuê được rồi, làm liền, thả đó cho thuê giá cao một chút cũng sao, hợp lý, đừng có cao quá về lâu về dài. Và cái đó là dòng tiền dương, và bạn vận hành được cái dòng tiền dương này, bỏ tiền vô nó đẻ ra tiền, bỏ một cục tiền 50.000 đô vô EKH hầu mua xong rồi, đến bây giờ nó lòi ra mấy ngàn đô, 5-6 ngàn đô, chích trong đó ra 300-500 đánh margin, có phải là dòng tiền dương không? Có phải các bạn làm, các bạn vận hành được như vậy thì các bạn thấy các bạn đánh nó nhẹ nhàng không? Cái 300 cũng sao kệ mẹ nó, thoải mái đánh lừa SL luôn. Có thêm kinh nghiệm nữa, cháy canh cẩn thận lại, ăn ngàn 2 ngàn rút reset lại tài khoản nhỏ đó, có phải là vận hành theo dòng tiền dương không? Còn bên ngoài nó ngược lại, Marine đang ngon, đang có trend xu hướng rõ ràng, quất mạnh vô, thắng không rút để lại quất tiếp, cháy phía sau không có ngã, không có chỗ đỡ, chỗ đứng không có chỗ đỡ, còn ngã phía sau không có chỗ đỡ. Ví dụ cô mà ngã ăn cái cô có cả khoảng lướt spot 6-7 ngàn đô, bây giờ 6-1-2 ngàn đô rồi, nó đỡ, cái người đó nó khác. Còn của nó đánh ở bên ngoài, của nó phía nó ngã cái không ai đỡ cho nó đó, cho nên hỏi sao ông hoảng loạn, hỏi sao ông hoang mang, hỏi sao ông khủng hoảng. Tại vì đâu, tại vì ban đầu nó không xây dựng cái nền, ban đầu nó không thấy cái nền, nó không xây dựng cái đó, ok chưa? Cho nên setup lại cái này nó rất quan trọng, phải hiểu đúng cái dòng tiền dương, tiền nó đẻ ra tiền thì nó mới giàu ha, còn lấy sức đổi tiền thì nó cạn. Cạn ở đây là gì? Về lâu về dài nó sẽ cạn tiền của các bạn, lạm phát hư hao khấu hao nhiều thứ, nó vừa cạn tiền mà nó vừa cạn về sức lao động nữa, vừa cạn về sức lực nữa. Về lâu về dài lấy tiền nó mua thuốc nhiều thứ lắm ấy, nếu mà dùng sức đổi tiền, cho nên tôi dùng cái chữ cạn, sức mà đổi tiền nó sẽ cạn, còn tiền để ra tiền nó mới giàu. Sau khi hiểu cái đó rồi, chúng ta phải có thêm một cái phần nữa, chúng ta muốn có nhiều quả trứng bắt buộc chúng ta phải có nhiều con gà, chúng ta muốn có nhiều quả trứng đúng không, bắt buộc chúng ta phải có nhiều con gà. Vậy thì làm sao để có những cái con gà đó đẻ trứng? Chúng ta phải biết nhìn ra đâu là con gà có khả năng đẻ trứng, chúng ta có thật nhiều con gà đó, chúng ta ổn, chúng ta ổn. Ví dụ ở đây hồi nãy tôi có nhìn một cái file của một bạn xử lý cái tài khoản của bạn đó, góp ý cho các bạn, nó tài khoản bạn đó thì tôi thấy tài khoản bạn đó bạn đầu tư rất là nhiều vô cái giá trị, cái giá trị tài chính lâu dài á, đầu tư về giá trị á, nhưng chưa hề có dòng tiền dương, chưa hề có dòng tiền dương. Một lát tôi mở cái file ra ví dụ cho các bạn, chúng ta hành luôn ha, chúng ta nhìn nhìn cho kỹ rõ nét, chưa hề có dòng tiền dương. Bạn nó chưa hề có con gà để đẻ trứng, vậy sao có trứng để ăn, sao có trứng được? Chúng ta phải set up được. Các bạn muốn có 100 triệu tháng không? Các bạn muốn có 100 triệu tháng không? Ok, vẫn nghe được ha. Rồi, bây giờ nói có 100 triệu tháng nó xa vời quá. Bây giờ các bạn muốn có 30 triệu, 50 triệu một tháng không? Muốn có không? Ai mà chẳng muốn đúng không? Bây giờ cho các bạn muốn có 30 triệu đi ha. Vậy chỉ cần các bạn có ba con gà, mỗi con gà mà nó đẻ ra quả trứng 10 triệu mỗi tháng là các bạn có 30 triệu một tháng, đúng chưa? Vậy đặt cái mục tiêu cho bản thân các bạn, cái Việt Nam chúng ta là dân số trẻ, và cái bài về vĩ mô cuối năm vừa rồi có cho các bạn xem cái dữ liệu á, là hàng năm cái nhu cầu về nhà ở của Việt Nam chúng ta hàng năm nó từng khoảng 300.000 cái căn hộ hoặc là nơi ở, từng 300.000 tăng trưởng mỗi năm để đáp ứng cho nhu cầu dân số trẻ, và cái việc mà di cư từ những cái vùng khác lên những cái trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đó. Và chưa kể cái chỉ số công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam chúng ta nó đang ở tỷ lệ là 4-6-6-4 á, nó phải lên 73, 70% chung với những thành phố lớn, 3% ở nông thôn thì nó mới là một cái chỉ số đẹp để gọi là công nghiệp hóa. Cho nên nhìn chung chúng ta thấy là chính phủ chúng ta đẩy mạnh rất là nhiều thứ, ví dụ mở rộng đường rồi mở thậm chí mở rộng đường gì, mở rộng cái thành phố luôn, sáp nhập này nó các kiểu để gia tăng cái lượng dân cư đó lên,
để có chỉ số 73. Các bạn hiểu không? Chính vì như vậy cho nên chúng ta thấy cái nhu cầu nhà ở rất là nhiều, nhưng hiện giờ tại sao bất động sản nó chết là bởi vì bất động sản giá quá cao, cho nên người ta muốn ở, người ta sẽ cần những cái căn hộ mà nó vừa túi tiền thuê và cả mua vừa túi tiền. Vậy nếu như mà hiện giờ mà muốn có 10 triệu một tháng, bình quân bạn phải mua được một cái căn hộ tầm khoảng 3 tỷ, 3 tỷ 2, các bạn hãy thuê cho 8 triệu đến 10 triệu một tháng nè. Vậy đặt cái mục tiêu đó, một năm không mua được 3 căn không sao, một năm mua 1 căn cũng được, làm sao mua 1 căn, 2 năm mua 2 căn gì thôi, từ từ được. Đặt mục tiêu đó thì đó là con gà, và nó sẽ đẻ ra trứng vàng các bạn, đẻ trứng vàng các bạn. Nào, cho nên chúng ta giàu hay nghèo là chúng ta coi lại chúng ta có bao nhiêu con gà đang đẻ trứng vàng, có bao nhiêu. Hiện giờ chúng ta không có con nào là thất bại rồi. Nếu các bạn mua ETH ở cái giá khoảng 1.700 đến bây giờ, các bạn may mắn các bạn đang có một con gà trứng vàng các bạn đó, đúng chưa? Đang có một con gà bây giờ giá nó lên cỡ này cỡ nào cũng lời, nó đang đẻ trứng vàng đó. Vậy đừng bao giờ bán con gà đó nha, với cái giá nó an toàn đừng bao giờ bán con gà đó. Ok chưa? Nó mà bệnh chữa bệnh cho nó. Ví dụ em mua 1.700, 1.800, bây giờ ETH 2.000 mấy rồi, khi nào nó bệnh, khi nào giá nó về âm dưới 1.000, 1.700, 1.800 nó bệnh đó, chữa bệnh cho nó âm 50 đô đúng không? Ok, lấy lãi từ margin bù vô khoản đó thì thì lúc mà em mua 1.700 thành ra em còn mua có 1.650, chữa bệnh cho nó hết bệnh rồi, mà con gà này nó khỏe hơn rồi đúng không? Đó, xây dựng cái đó. Cái khái niệm mà con gà nó đẻ trứng á, nhiều cái định hình là con gà đó, quan trọng các bạn xác định như thế nào, lát phần sau có cái bản đồ cho các bạn đây ha. Nhưng mà hiểu cái đó trước rồi. Cái nữa là giá trị và giá, chúng ta phải cần phân định rất là chuẩn, cực kỳ chuẩn, chẳng những chuẩn mà phải logic, chứ không phải là bây giờ anh ơi em trade ngon, em có nhiều tiền em mút mẹ nó hết bất động sản, em mua đất nền, em đầu tư về giá trị đúng, nhưng nó không có ngắn hạn, nó không có sinh ra tiền, nó không có sinh ra tiền. Em tham cái dự án của thằng Khang Điền mới mở nè, một căn bây giờ của nó là 3 tỷ 2, 3 tỷ, 3 tỷ 2, 3 tỷ rưỡi nè, mua bây giờ giá ngon nè, các bạn vô mua các bạn ngâm 2 năm chờ tiền, các bạn để đó không làm được gì hết. Cái đó đầu tư giá trị đó, nhưng đừng có đầu tư giá trị quá nhiều. Vốn em 5 tỷ mà em bỏ 3 tỷ trong đó là xong rồi, không, vốn em phải 10 tỷ á, em bỏ 3 tỷ trong đó em đầu tư giá trị. Ok, ok chưa? Cái tiền còn lại phải bắt nó đòi ra tiền chứ, cái tiền còn lại phải bỏ vô ETH hay bỏ cái gì đó tính ra cái giá trị mà nó tăng trưởng còn ngon hơn cả bất động sản, mua hơn căn hộ nhiều đúng không? Còn mua những cái bất động sản của nó, các bạn căn hộ sắp tới ở Hồ Chí Minh mà dưới 2 tỷ á, mà nhà đẹp mà mua xong có người thuê á, là khoảng 5 đến 7 triệu á, mút liền. Ở 1 tỷ 7 tỷ 8 mà mua xong có người thuê 5 triệu 7 triệu mút liền mà nhà đẹp nha. Đừng có bị cái dạng mà dột rồi hư hao rồi sửa chữa gì đó. Thì săn cái đó cho tôi. Hết. Không nhiêu tiền hết để đó. Tự nhiên cái mỗi tháng đều 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 tiền nó ra. Ngon không? Đúng không? Còn hơn bỏ vô chỗ này dự án nè, nó phát triển là mua xong đợi 2 năm 3 năm mới đi thuê, chết rồi, chết rồi. À, lấy tiền nó bỏ em hết. Một năm sau lấy tiền đó. Cái lúc đó giá nhà nó lên á, thằng khác nó mua xong rồi đó, định hình dân cư, định hình ổn định, nó lấy tiền nó mua lại của nó luôn. Nó vẫn ngon hơn. Vẫn ngon hơn. Cho nên xác định rất là kỹ cái câu chuyện giá trị. Và giá chúng ta cần phải phân định chuẩn mà còn phải là logic, sắp xếp logic hợp lý. Nếu chúng ta không đặt nặng cái câu chuyện mà xử lý mấy cái tài khoản chúng ta ngay ban đầu á, các bạn sẽ như đám đông bên ngoài. Đến thời điểm này BKC lên hay xuống nó loạn hết, ngào cào cào loạn lên, mua hâu thành trade rồi trade thành hâu, nó không có biết xác định cái gì chứ cái gì á. Nó toàn là tiền chơi nó không, mà chứ đâu phải nó chơi tiền, coi chơi nó không phải nó mới chơi coi đúng không? Của nó bên ngoài là như vậy, âm nó loạn lắm, nó không biết khoản nào là khoản nào đó. Còn chúng ta học về tài chính rồi, chúng ta hoạch định ra khoản nào ok ha. Cho nên giá trị là cái thứ mà nó sẽ quyết định anh em mình tương lai giàu hay là nghèo, giá trị đó nha. Nhưng các bạn đừng đầu tư giá trị quá nhiều, bởi vì các bạn sẽ phải có mất rất nhiều cái cơ hội nè, trong quá trình đó các bạn mất rất nhiều cơ hội rồi. Gì nữa, các bạn mà đầu tư nó quá nhiều rồi các bạn sẽ phải cắt lỗ nó, tại vì không có chi phí để duy trì nó, để nuôi nó, để nuôi nó chưa có đẻ trứng, nó con gà giá trị lắm, chưa đẻ trứng nó phải nuôi nó, cho nên phải phân bổ nó logic,
đỉnh cao của cái nhà đầu tư là dịch chuyển cái dòng tiền hợp lý, ok chưa? Cho nên cuối buổi hôm nay và lần cái buổi thứ ba là các bạn về, các bạn sắp xếp lại, các bạn tâm, các bạn tĩnh lặng lại, các bạn định hình lại những cái khoản tài sản các bạn đang có, đang bỏ vô cái mục nào, bây giờ đang âm hay đang dương. Chúng ta vẽ lên một cái bảng, nãy các bạn làm cái bảng đó, các bạn vẽ lên, hoặc các bạn mở cái file Excel ra, các bạn tự làm một cái file giống như vậy được. Các bạn định hình lại cho tôi, các bạn coi lại khoản đầu tư các bạn. Chỉ có làm như vậy các bạn mới biết là các bạn đang đầu tư nó đang lời hay là đang lỗ. Nếu lỗ thì chúng ta sẽ chữa chỗ nào, sửa chỗ nào để nó lời, chỗ nào lời thì duy trì hay định đầu tư mạnh vô. Chỉ có làm như vậy thì lúc đó nó ra được cái dòng tiền dương rồi á, thì anh em mình đánh margin luyện rất là thoải mái. Về lâu về dài chúng ta gia tăng kinh nghiệm, chúng ta sẽ dùng cái ngắn hạn, chúng ta nuôi được cái dài hạn luôn. Ngắn hạn 300 500 rút đều 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 bỏ vô lướt spot xong có tiền bỏ vô hold hoặc là bỏ vô bất động sản, đúng không ạ? Để làm được cái đó à, đó. Và ngoài cái việc mà chúng ta dịch chuyển đỉnh cao của đầu nhà đầu tư là biết dịch chuyển cái dòng tiền hợp lý, có nghĩa là biết sử dụng dòng tiền hợp lý, chúng ta còn phải có được cái kỹ năng xử lý tình huống, chuẩn bị được các cái kịch bản rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Nếu chúng ta chuẩn bị hết được những cái đó, thị trường lên hay xuống, biến động như thế nào, chúng ta không có lo, ok chưa? Cho nên mình mới nói là chúng ta đóng gỗ cho một cái ngôi nhà, nhưng chính cái không gian bên trong nó mới là tạo ra sự sống chung. Có nghĩa chúng ta đóng gỗ, chúng ta làm rất là đẹp, một cái ngôi nhà rất là đẹp, nhưng bên trong mà chúng ta không chịu nhảy vào ở, không chịu nhảy vào làm, nó không có ý nghĩa, nó không có sự sống. Nhiều người lên kế hoạch các kiểu nhưng họ không có làm, hoặc là họ làm xong rồi gặp trở ngại cái họ bỏ, mà họ không có biết là những cái trở ngại đó là những cái rất là hay luôn, đó là những cái tuyệt vời để chúng ta cải thiện dần. Và trong quá trình chúng ta gặp vấn đề trở ngại, chúng ta cải thiện, chúng ta sửa, chúng ta nghĩ cái cách để chúng ta đạt được cái mục tiêu đó, thay đổi cái phương pháp để làm việc đó để cho đạt được cái mục tiêu, làm dần 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 dần, cuối cùng chúng ta đạt được cái mục tiêu đó. Và chúng ta giống như chúng ta xây cái ngôi nhà mà bên trong nó có sự sống gì đó, chứ còn xây cái ngôi nhà không ở, nó trống không bên trong ha. Nên cái ý này nó rất là ý nghĩa. Anh em mình trading cũng như vậy, thực hiện bằng cái bước ha, làm những cái bước này. Rồi đây là cái bảng, mà cái bảng này ví dụ cho tôi zoom lên cho anh em dễ nhìn. Đây là mỗi người nên làm cái bảng, cái bảng này là cái bảng tôi làm ví dụ cho các bạn cơ cấu hóa danh mục tài sản. Anh em phải làm cái này để chi, để nhìn vô chúng ta biết bây giờ nè tôi đang đầu tư nè thì đang lời hay lỗ, đang nắm giữ cái gì trong tay. Chắc để tôi share cái này đi, tôi share cái hình này đi, có nhỏ quá không, mọi người thấy nhỏ quá không? Đây ha, các bạn làm cái file này, cái phần mềm này nó dễ lắm, không có khó. Các bạn liệt kê ra, đầu tiên các bạn phải có một cái khung, một cái khung. Ví dụ cái đích đến của chúng ta là mục đích là chúng ta phải có bất động sản, phải có vàng USD nè, đô la nè, hay là BTC EKH nè, và có một cái khoản này lướt spot nè, một khoản margin nè, ok chưa? Và cái này là mỗi người một cái khác nhau, nó không sẽ không giống nhau, nó không hoàn toàn giống nhau, nhưng các bạn phải làm cái này. Tôi ví dụ như tôi làm cái bảng này thì tôi định hình ra được là cái việc hàng ngày tôi đang làm, cái câu chuyện đầu tư tôi đang làm nó đang mang về lợi hay là hại, và tôi đang dịch chuyển dòng tiền nó đúng hay không. Ví dụ thì kê ra những cái khoản danh mục tôi đang giữ bây giờ, ok ha. Tôi đi từ từ dưới lên trên đi. Đầu tiên là mỗi người sẽ làm cái bảng này, chúng ta sắp xếp lại tài sản chúng ta. Ví dụ bất động sản, tôi có những bất động sản 1 2 3 4. Hiện có một căn tỷ 7 đang cho thuê 7 triệu. Liệt liệt kê vô đây. Để nhìn vô đây chúng ta biết là cái khoản đầu tư này nó là đầu tư giá trị, chẳng những đầu tư giá trị mà nó còn đang là dòng tiền dương. Đúng không? Nó đang là dòng tiền dương. Không ạ. À. Ví dụ một căn 3 tỷ 2 đang cho thuê 10 triệu một tháng, hay là dòng tiền dương. Hoặc tự nhiên cái bỏ vô đây có một căn mua 2 tỷ 3 tỷ xong rồi không có cho thuê được, mỗi tháng chúng ta phải đóng 1 triệu tiền phí hoạt động chung cư các kiểu, thì đó là đầu tư giá trị, nhưng mà dòng tiền âm, nó đã hút máu, nó là dòng tiền âm. Rồi chúng ta nếu mà là âm, chúng ta chốt lại đó âm bao nhiêu, chúng ta phải nghĩ cách để chữa cái âm đó,
nếu chúng ta không xử lý được cái âm đó, không có khoản bù cho cái âm đó, tức là cái thu nhập chúng ta bị giảm, cái tài sản về lâu về dài chúng ta bị hút máu thì chúng ta bị giảm. Và khi về lâu về dài cái giá trị của cái bất động sản này á, nó phải tăng nhiều hơn so với cái việc mà mỗi năm, ví dụ mỗi năm bạn mất bà nó 12 triệu là bạn đóng cho phí 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 chung cư đi, đúng không? Thì bạn phải có một cái khoản nào đó, hay là cái bất động sản này mỗi năm nó phải tăng trên 12 triệu bạn mới có lời, nếu không bạn đang lỗ. Nó không phải là tài sản nữa, là cái tài sản liệt kê ra cái này. Ví dụ đất nền, à đất nền thì kê số 3, đất nền đang có mấy mảnh, 9 mảnh, 7 mảnh, 5 mảnh thì kê ra. Và những mảnh này đến giờ không có sinh lời, nhưng nó cũng không có làm mình, nó không có làm mình phải tốn thêm tiền, yêu cắt cỏ hay gì không nói, nhưng mà nó không có làm mình phải tốn thêm tiền, mình phải trả phí bảo hiểm, phải trả phí vận hành gì đó. Thì đó là đầu tư giá trị. Tại sao liệt kê này? Liệt kê này để các bạn thấy, ồ thì ra tôi bỏ cả chục tỷ, 20-30 tỷ trong này mà tôi dồn hết vô đất nền, nó ngâm ở đó nó không ra tiền, trong khi những cái khoản khác tôi bỏ vô nó ra tiền nè, vậy tôi phải bán bớt cái này đi, tôi đầu tư vô những cái chỗ này để nó ra lòi ra tiền. Nó lòi ra tiền xong rồi á, cô lấy tiền này của nó nè, tháng có 7 triệu, tháng có 10 triệu, tôi gom góp sau 6 tháng 1 năm cái tôi mua thêm mảnh đất nền để đó, tôi mua thêm mảnh đất nền chẳng hạn để đó, hoặc tôi mua thêm căn hộ tỷ 7 tôi cho thuê 5 triệu 7 triệu, nó lòi ra tiền tiếp, thêm con gà, thêm quả trứng vàng mỗi tháng. Làm cái này ha, thì kế này đó, đây thì kế cái này ra, bất động sản rồi vàng, vàng tài sản, đây là những tài sản là hôn. Nhìn chung á, cái đích đến của chúng ta là bất động sản và vàng USD, BTC, ETH, đây là hai đích đến. Nếu các bạn đã đạt được hai đích đến này rồi, ok, các bạn thành công. Giống như cô nói đùa, giống như chúng ta chơi cờ cá ngựa, có bốn con cờ cá ngựa đó, mà chúng ta đã về chuồng được 1-2 con rồi đó, và ok rồi đó, thì chúng ta điều khiển về ngựa về chuồng rồi đó, đổ cá ngựa đó. Cho nên làm gì làm, nếu mà trong ngắn hạn margin hay là lướt spot các kiểu, ăn cho nhiều vô, lãi cho dữ vô, mắt cuối cùng không có một cây vàng trong túi, không có đô la, không có BTC, ETH. Về lâu về dài mấy thằng này nó ăn nè, các bạn nghiệm đi, sự sắp xếp này có phải là về lâu về dài hai thằng đầu vận này ăn không, bất động sản và vàng USD, ETH, BTC. Tự nhiên các bạn gia tăng cái tài sản trong ngắn hạn, xong cuối cùng bạn theo không kịp được cái giá trị tương lai của nó, không có ETH trong tay, không có BTC trong tay, không có căn nhà. Các bạn mà lớn cái tuổi 40 rồi á, các bạn sẽ biết á, là nếu một lúc nào đó thời thế nó thay đổi, bạn không còn khả năng kiếm được tiền á, hay là có vấn đề gì đó không biết á, thì bạn phải có một cái nhà để bạn ở, đúng không ạ? Bạn phải có cái nhà để cho thuê. Cho nên hai cái này là hai cái hợp đồng bảo hiểm về già cho các bạn á, bạn phải làm cái đó. Những bạn trẻ bây giờ chưa thấm đâu ha, đến cái độ tuổi khoảng 35-37 cho đi thì các bạn mới sốt vó lên đi làm cái này, nó muộn mẹ nó rồi, 5 năm không có làm được, muộn rồi, 5 năm muộn rồi. Cho nên cố gắng sắp xếp cái này, định hình cái này nó rất là hay, cực kỳ hay. Thậm chí em liệt kê ra, bây giờ đang chơi hụi, đang chơi BO, em liệt kê ra, em nhìn tổng thể cái này, em biết được cái khoản nào em đang đầu tư nó đang là thiệt hại, đang vô nghĩa, khoản nào đang có lợi cho mình. Kêu lướt spot nè, khoản lướt spot tôi là 38.000 đô, lên 61.000 đô mẹ nó rồi, tôi liệt kê vô đây luôn để cô biết là cái trò chơi này tôi nó đang làm cho tôi có lời hay lỗ. Nếu nó lỗ, ví dụ như khoản spot này lỗ là do đâu, chúng ta đi chữa nó, chúng ta tìm hiểu lý do nó, do anh mua mấy cái đồng coi tào lao, con nào cũng muốn mua tài khoản cả đống spot, hay là lướt spot thì anh mua những con chủ đạo, những con thanh khoản lớn, đúng không? Và lướt spot này để ý, chúng ta lướt mà lướt on coin rủi ro rất là cao, rủi ro rất cao, bởi vì BGC nó lên nó cũng đi nhanh hơn, nó lên nhanh hơn, nhưng BGC nó xuống một cái của nó các bạn, nó đi còn nhanh hơn BGC nữa, mà chúng ta chết không phải vì nó xuống đâu các bạn, spot chết không phải vì nó xuống, chết vì gì các bạn biết không? Giá nó rớt 20% con mới chết, chúng ta cắt mới chết á, chúng ta cắt chúng ta nhảy thì mới chết á, là tại vì chúng ta sợ. Cho nên khi giá nó biến động, BKC nó nhích có một tí à, nó rớt một cây 4 giờ màu đỏ thôi, rớt còn 20-30% on coin, chúng ta hoãn lại chúng ta cắt, và tài khoản chúng ta âm, thì chúng ta lại nói là do tâm lý của mẹ gì, tại vì chúng ta đầu tư vào một cái khoản rủi ro lớn, thì khi chừng biến động thì nó là thằng đi trước,
Thị trường lên nó là thằng đi lên đầu, thị trường đi xuống một cái nó là thằng cắm đầu xuống trước, cho nên rủi ro. Vậy nếu mà thằng spot chúng ta bị âm, coi lại xem các khả năng chỉ có phải đầu tư mấy con tào lao đó không, đúng không? Nếu mà giữ EKH và BTC, giữ một số con nó bây giờ mà dễ gì mà nát, nó không có bị ảnh hưởng phần trăm nhiều, đó là lướt spot. Rồi chip một khoản tiền Marine, Marine ví dụ bốn bốn 300 500 vốn tôi đang để 1.000 1.200 đánh lên khoảng 3.000, rút cứ đều đều 3.000 4.000 5.000 rút 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 vào, rút xong rồi tiền này dịch chuyển qua spot lấy làm vốn để lướt xong cái cục này nhiều tiền nè, rút 20 30 để vô EKH giá 2.600 đúng không, tao mua luôn mặc dù biết ngày mai ngày mốt nó còn xuống nữa nhưng mua luôn, tại vì chúng ta đầu tư giá trị tương lai, chúng ta sẽ không coi giá ngắn hạn, không coi giá ngắn hạn. Tại sao không coi? Tiền đó tiền lãi, ông để chúng ta khỏi thoải mái đó. Nhiều người tôi nói rất nhiều, nhiều người hay chơi vàng đầu tư EKH các kiểu, anh ơi em định mua EKH lâu dài giá này mua được hay chưa, đó là một cái câu rất là dở. Ngay ban đầu nó em đầu tư EKH lâu dài mà bây giờ hỏi giá này mua được hay chưa, em đừng mua em đợi đi. Em đầu tư lâu giá trị lâu dài mà em đi nhìn cái ngắn hạn của nó, em cứ đi canh giá đó, giá bữa nay của nó ngày mai nó có xuống em cũng không dám mua, em nghĩ ngày mốt xuống nữa, hoặc là ngày mai mà giá nó có ăn em cũng không dám mua, em nghĩ ngày mốt nó vẫn xuống, bởi vì cái người mua tâm lý của người ngắn hạn luôn kỳ vọng giá giảm và giá có giảm nó muốn giảm nữa, cho nên mãi mãi nó không bao giờ nó sở hữu được, không bao giờ sở hữu được. Ở đây bao nhiêu người mua được EKH giá 1.700, bao nhiêu người ở đây mua được EKH giá 1.700, bao nhiêu còn và bao nhiêu người ở đây là từ cái giá 1.700 đến bây giờ chưa mua được con nào, bao nhiêu người? Do tại sao chúng ta không không mua được? Bởi vì chúng ta trả giá, chúng ta mặc cả, nó mất rất nhiều thời gian cho việc trả giá đó, mặc dù chúng ta đầu tư giá trị, đúng không? Đó thì kê này ra ta mua EKH bao nhiêu rồi, hiện nay tài khoản lưu động của tôi đang về nó về USD á, tôi đang có khoảng 700.000, tôi gom đô từ cái giá khoảng 24 đến 24.2 từ khoản đó, đây là những khoản lãi EKH bao nhiêu, BC nhiêu, các bạn liệt kê ra để chi. Bây giờ nhìn những bức tranh tổng quan này, ví dụ thằng này đang lãi, thằng này đang lãi, thằng này đang lỗ, bạn này lỗ nhiêu, danh mục đầu tư này quá nhiều rồi, mình dồn mấy chục tỷ vô đây ví dụ nha, dồn mấy chục tỷ vô đây rồi bây giờ lỗ đúng không, thì nên xử lý nó hoặc là giảm bớt cái tiền nó, phát bớt tiền nó để chuyển qua mấy chỗ này có khả năng sinh lời nè, được chưa? Hoặc là bây giờ cái khoản hold này nó đang bị lỗ thì dùng những thằng sau đây, trong đây có thằng nào đang có lời dùng nó bù vô cái lỗ đó để kéo cái entry đẹp hơn, kéo cái entry đẹp hơn. Chúng ta nên làm cái mục này, cái phải smile này có rồi, anh em chỉ có làm thôi, làm thì mới nhìn nhận rõ cái tài khoản chúng ta đang có vấn đề không vấn đề ha. Rồi tôi share cái màn hình này lại đây, đây làm cái này xong rồi cơ cấu hóa danh mục tài sản, hoặc là chúng ta đi tiếp một cái phần, bây giờ mới là xử lý tài khoản ngầm.